Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 5, ông Trọng tấn công trực diện ông Phúc. Hữu danh vô thực chính là câu nói chỉ con người có chức nhưng không làm lên tích sự gì cả. Tồn tại cho có để mà hưởng bổng lộc của đảng, của dân, chứ không làm được việc. Ý của ông Nguyễn Phú Trọng được báo chí diễn giải là cần loại bỏ những quan chức ăn hại mà thôi. Việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng bao lâu nay cũng được phần nào hiểu là đã loại được những quan chức ăn hại. Tuy nhiên, hiện nay ông Trọng lại không nhắc gì ở từ đốt lò mà chỉ nhắm vào từ hữu danh vô thực. Từ nhiều năm nay, người ta hay dùng từ quan chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về để mô tả những quan chức không làm gì được. Đã nhiều năm nay, từ hữu danh vô thực được nhiều người ám chỉ chiếc ghế trông có vẻ rất cao nhưng quyền lực không có gì. Đó chính là chiếc ghế chủ tịch nước. Trong cuộc đấu đá giành ghế trong tứ trụ trước một đại hội đảng thì ai thất bại sẽ bị đẩy vào chiếc ghế chủ tịch nước. Ghế này có danh rất cao nhưng không có thực quyền. Vào năm 2011, ông Trương Tấn Sang quyết đấu với ông Nguyễn Phú Trọng để giành chiếc ghế tổng bí thư. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang đã thất bại nên bị đẩy sang chiếc ghế chủ tịch nước. Báo chí tiếng Việt không chính thống gọi chiếc ghế mà ông Trương Tấn Sang nhận được là chiếc giải an ủi. Đó là nội dung của báo chí Tự Do khắp nơi trên thế giới đăng tải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Thực ra, trong dân từ lâu đã ngầm hiểu chức chủ tịch nước là một chức danh hữu danh vô thực. Có nhiều ghế khác cũng hữu danh vô thực, nhưng người ta ít dùng từ này để mô tả. Bỗng nhiên, ông Trọng lại dùng từ này trong hoàn cảnh mà ông Nguyễn Xuân Phúc đang liên minh với ông Tô Lâm để tranh chiếc ghế chủ tịch nước cũng là một trường hợp rất đáng chú ý. Những con người làm cao, đặc biệt là môi trường chính trị nhiều cạm bẫy thì chỉ cần lời nói ẩn ý là đối phương đã hiểu rồi. Ngay mở màn hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố thẳng thừng rằng những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần. Có lẽ ông Trọng không cần chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực thật, cho nên tại đại hội lần thứ 13 ông đã nhả nó ra cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Chiếc ghế mà ông đã bỏ rất nhiều công sức để thâu tóm từ tay của ông Trần Đại Quang cũng tới lúc ấy nó thấy rất hữu danh vô thực. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người tham quyền cố vị nên ông chỉ nhả ra chiếc ghế mà ông cho nó là không có thực quyền. Đây là hình ảnh lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết để chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã sớm thành lập các ban chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các báo cáo về đề án và những nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị thảo luận cho ý kiến và trình Trung ương xem xét, quyết định. Nói đến Bộ Chính trị thì sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng là lớn nhất, nhưng ông không thể chi phối nhóm này hoàn toàn. Nếu là Ban Bí thư thì đây chính là sân nhà của ông Trọng. Các vấn đề trọng đại mà ông Nguyễn Phú Trọng buộc phải thông qua Ban Bí thư của ông thì chứng tỏ ông vẫn còn đang kiểm soát tốt chính trường. Thực tế là những ngày đầu hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện ông là người cầm trịch cuộc chạy đua này. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy ông Trọng có thể thoái lui. Tuy nhiên, hội nghị chỉ mới diễn ra được ít ngày và đến nay sắp kết thúc. Chưa nói đến điều gì, có thể những ngày sau đó sẽ có rất nhiều chuyển biến bất ngờ ở phía trong hội nghị đóng kín mà người dân không hay biết. Câu nói cửa miệng của Nguyễn Phú Trọng hay nhắc đi nhắc lại trong hội nghị kỳ này là chỉnh đốn đảng. Chỉnh đốn có nghĩa là chỉnh sửa, và đốn là ngã nhiều nhân vật hữu danh vô thực như ông đã nói. Cũng cần để ý xem ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đốn những người hữu danh vô dụng nào đây. Và hội nghị lần thứ 5 sắp kết thúc, Đảng Cộng sản cũng sẽ còn thực hiện nhiều sự thay đổi khác nữa. Người dân cũng đang chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng đại phẫu nhiều cái ung nhọt đang nổi lên của những ngày gần đây. Thông thường trước hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng xua quân, rầm rộ nào là kỷ luật, nào là bắt bớ từ quan chức đến doanh nghiệp, thì đó là một trường hợp bất thường. Ông muốn xới tung lên những sai phạm để có cớ mà triệt hạ trong kỳ hội nghị Trung ương 5. Thông thường có cuộc hội nghị chỉ kéo dài 2 ngày, nhưng kỳ hội nghị này
kéo dài đến 7 ngày là bất bình thường. Chỉ có đấu đá nhau nó mới có thể lâu đến thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho rằng là một kẻ hữu danh vô thực. Với việc liên minh với ông Tô Lâm, thế lực của Nguyễn Xuân Phúc giờ không hề yếu trong tứ trụ. Và ông Phúc cũng muốn chứng tỏ rằng ông không phải là kẻ hữu danh vô thực như xã hội hay gán cho những người ở cương vị như ông. Và trên hết, ông Nguyễn Xuân Phúc cần chứng tỏ cho ông Trọng thấy rằng ông không hề là kẻ hữu danh vô thực. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Quốc phòng có biến, bắt người nhưng Tô Lâm đứng ngoài cuộc. Phan Văn Giang phạm tội gì? Hội nghị Trung ương lần thứ 5 đang diễn ra. Bên ngoài, ông Nguyễn Phú Trọng cho lực lượng chức năng xua quân khắp nơi để bắt người. Nói theo ngôn ngữ của Cộng sản là vừa đánh vừa đàm, có bắt người mới ngã giá ra được. Đằng sau bức màn hội nghị, không biết các thế lực đã đe dọa ngã giá như thế nào với nhau. Cụ thể ra sao thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều, nó đang diễn ra rất khốc liệt. Vụ án công ty Việt Á là ổ sai phạm. Ông Nguyễn Phú Trọng cho phanh phui đến cùng vụ án này thì có thể nói đây là một đại án chưa từng có chứ không phải nhỏ. Vụ án này dính đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo, v.v. Nhiều quan chức rất lớn đã nhúng tay vào để giúp công ty này móc túi rất nhiều tiền của người dân giữa lúc họ đang gặp hoạn nạn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang toan tính gì ở Hội nghị Trung ương lần thứ 5. Vào ngày 8 tháng 5, báo chí nhà nước Cộng sản đồng loạt đưa tin Bộ Công an cho bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu Cần Quân khu 1 để điều tra về những sai phạm của ông này. Theo đó, cơ quan điều tra này đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Diêm Đăng Thanh vào ngày 7 tháng 5. Sau khi ông Thanh bị bắt, công việc điều hành Bệnh viện Quân y 110 hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách. Theo Bệnh viện Quân y 110, ông Diêm Đăng Thanh sinh năm 1968, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Thanh tốt nghiệp Học viện Quân y vào năm 1991, sau đó về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 110. Đến tháng 3 năm 2009, ông Thanh được bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện và được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc vào tháng 9 năm 2011. Có thể nói ông Thanh có rất nhiều thành tích của chế độ. Tuy nhiên, đến giờ này thì lộ ra rất nhiều vấn đề lớn. Những người được chế độ phong là ưu tú thường như chẳng có chút gì là ưu tú cả. Cũng là quan tham như mọi quan tham khác. Được biết, vào năm 2012, ông Thanh được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Tháng 1 năm 2015, ông này được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định công nhận chức danh là phó giáo sư. Đây là hình ảnh thông tin bắt người tại Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu Cần Quân khu 1 là bệnh viện đa khoa hạng 1, có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và là cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Bệnh viện này có nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp dưỡng, điều trị cho các đơn vị quân đội trên tuyến, cơ quan, đơn vị, công ty và nhân dân trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao. Như vậy là việc bắt bớ này ngoài phạm vi của ông Tô Lâm, những gì liên quan đến Bộ Quốc phòng thì Bộ Công an không được đụng vào. Bộ Quốc phòng được xem là một vương quốc riêng, vì thế mà những quan chức ở trong ngành này ăn rất bạo và rất khó phát hiện. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 đến 2025 và các cá nhân bao gồm Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y. Như vậy là quân đội đã bị tẩy hàng loạt. Vấn đề là khi nào thì bắt người mà thôi. Và lệnh thanh trừng này được ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị rất kỹ trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang không thể không có trách nhiệm
trong sai phạm tại Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về sai phạm hàng loạt trong bộ máy mà trách nhiệm quản lý thuộc về ông. Nếu nói ông Chu Ngọc Anh chịu trách nhiệm ở sai phạm của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì ông Phan Văn Giang cũng không thể vô can trong trường hợp tương tự. Vậy câu hỏi đặt ra là bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý về mặt đảng đối với ông Phan Văn Giang? Và liệu ông Phan Văn Giang có bị kỷ luật gì hay không thì cần phải chờ Hội nghị Trung ương 5 kết thúc. Nếu ông Trọng không xử lý ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì điều đó chứng tỏ ông Trọng đốt lò vì đấu đá chứ không vì một bộ máy trong sạch.